Các quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 92, hiến pháp hiện hành đấy. Để tiện cho các bạn thì chúng tôi có chia ra một số các cái nhóm quyền. Trước hết là phần 1 là nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản về chính trị. Thế nào là nhóm các quyền và nghĩa vụ về chính trị? Thì đây là nhóm các quyền phản ánh cái sự tham gia của công dân vào việc thực hiện quyền lực nhà nước, đồng thời cũng là sự thể hiện trách nhiệm của công dân đối với hoạt động này. Đấy, tức là quyền của công dân và ngược lại cũng là yêu cầu của nhà nước đối với người dân. Đấy, thế thì cái quyền này thì về các anh các chị chúng ta về chúng ta đọc ở trong hiến pháp, ví dụ như các cái quyền về bầu cử như thế nào này. Đấy, quyền về bầu cử, quyền tham gia quản lý công việc nhà nước và xã hội. Đúng không? Đấy, rồi quyền bỏ phiếu khi mà nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân ra sao? Tức là những cái quyền mà liên quan trực tiếp đến đến cái tổ chức và hoạt động của nhà nước. Đấy. Đầu tiên là khi nói đến địa vị pháp lý của công dân là bao giờ người ta cũng đề cập đến các cái quyền về chính trị các bạn ha. Thế cho nên chúng ta chú ý, chính trị tức là quyền tham gia vào cái hoạt động của nhà nước và xã hội như thế nào. Nhóm thứ hai là các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng ta cũng gộp lại đây các bạn ạ. Về kinh tế này, về văn hóa này, về xã hội. Thế thì nhóm các quyền này thì hiện nay trong hiến pháp quy định cũng rất là cụ thể. Ví dụ như là đấy, trong điều 55 quy định công dân có quyền và nghĩa vụ về lao động. Là công dân có quyền lao động và đồng thời là nghĩa vụ về lao động. Đấy, vậy thì nhà nước làm sao phải tạo điều kiện, tạo ra công ăn việc làm để người dân là thực hiện cái quyền này. Đấy, quyền về lao động. Quyền về lao động thì đương nhiên là anh không được thất nghiệp. Đấy, nếu mà thất nghiệp thì rõ ràng là nhà nước là phải 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 có cái trách nhiệm ở trong đó rồi. Đấy. Đấy, hay là quyền được trả lương, quyền được nghỉ ngơi, quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, rồi quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công dân có quyền tự do kinh doanh thì đây là cái quyền kinh tế rất là quan trọng, quy định ở điều 57 của hiến pháp. Đấy, và chúng ta cũng chú ý đây là cái quyền mới nha, tức là trước đây hiến pháp năm 80 trở về trước thì chưa quy định về quyền tự do kinh doanh. Công dân có quyền sở hữu và quyền thừa kế quy định ở điều 58 đấy. Đấy, quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, về tư liệu sinh hoạt, về của cải để dành, đấy, được sở hữu các cái phần tài sản của mình trong các cái tổ chức kinh tế vân vân, quyền sở hữu và quyền thừa kế. Đấy, quyền nghĩa vụ về học tập được quy định ở điều 59. Công dân có quyền học tập và đồng thời có nghĩa vụ học tập. Đấy, nhà nước là có trách nhiệm là tạo ra nhiều loại hình học tập cho người dân. Thế hiện nay thì chúng ta cũng chú ý này này, học tập ấy thì hiến pháp thì chỉ quy định làm sao là phổ cập tiểu học thôi, và cấp tiểu học thì là phổ cập. Đấy, và luật giáo dục cũng cụ thể hóa cái vấn đề này. Thế như vậy là ở bậc tiểu học ấy thì về mặt nguyên tắc là học tập là không phải đóng học phí anh chị nhé. Học tập tức là nhà nước bao cấp hết. Đấy, xây dựng trường lớp, đào tạo giáo viên, tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh cho con em mình tới trường. Thế còn đấy, thế còn các cấp học khác thì nhà nước tạo điều kiện để thành lập nhiều cái trường, ví dụ như loại hình đào tạo đấy, để mà người dân là đi học tập và ở các cấp học khác ngoài tiểu học ấy.
Đấy. Đấy, tức là từ trung học trở lên thì phải đóng học phí nhá. Nhà nước quy định chế độ học bổng học phí, phải đóng học phí, tức là nhà nước và người dân đều có trách nhiệm đấy, nhưng nhà nước là không có khả năng đấy, về mặt kinh tế là không có cho phép. Và cái điều này nó khác so với dạng trước đây. Theo hiến pháp năm 92 của chúng ta ấy, thì chúng ta quy định làm sao học tập là không phải đóng học phí tất cả các cấp. Thế còn từ năm 92 chúng ta trở đi là chỉ có ở bậc tiểu học thôi, nhà nước là phổ cập tiểu học mà. Thế còn các cấp học khác thì phải đóng học phí. Đó. Thế khám chữa bệnh cũng vậy thôi. Khám chữa bệnh thì trước đây theo hiến pháp năm 80 thì chúng ta quy định là khám chữa bệnh là không phải trả tiền, không phải đóng viện phí, không phải trả tiền gì hết. Thế thì sau này chúng ta nhận thức lại quy định đó là nó cũng chưa thật phù hợp. Chứ hiện nay là quy định là ấy, khám chữa bệnh là phải có đóng viện phí, có chăng thì nhà nước chỉ quy định cái gọi là cái chế độ miễn giảm viện phí cho một số các đối tượng. Đấy, quyền nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, quyền sáng tác, quyền phê bình văn học nghệ thuật, tham gia các hoạt động văn hóa khác, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, tức là những quyền này quy định ở điều 60. Đấy, rồi công dân có quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe, nghĩa vụ thực hiện các quy định vệ sinh phòng bệnh và vệ sinh công cộng. Đấy. Công dân có quyền xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật, quyền của người thuê nhà và người có nhà cho thuê đấy, được pháp luật bảo hộ. Công dân có quyền, tức là nhà nước thực hiện quyền bình đẳng nam nữ trong điều 63, rất nhiều các cái quyền về xã hội. Quyền được nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình quy định ở điều 64. Quyền của trẻ em. Đấy, chúng ta cũng chú ý là quyền của trẻ em nhé. Trẻ em mà nó cũng có nhiều quyền lắm đấy. Không phải là các bậc cha mẹ là thấy con hư là thích đánh là đánh đâu. Đấy, cái vấn đề này là hiện nay là quyền của trẻ em, chúng ta đã có luật về bảo vệ bà mẹ trẻ em. Đấy. Quyền của thanh niên, quyền của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng, người quyền của người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa quy định ở điều 67. Đấy. Đó là cái nhóm này là chúng ta chú ý là tức là nó những có những quyền về, tức là hiến pháp quy định các quyền về kinh tế, ví dụ quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu, đấy, quyền về xã hội rất là nhiều. Đó, ví dụ như là những cái quyền đấy từ nãy giờ, thương bệnh binh rồi trẻ mồ côi này khác. Đó. Rồi ngoài ra thì đấy về văn hóa xã hội, học khám chữa bệnh, học tập, nâng cao trình độ dân trí. Đó. Rồi trong hiến pháp cũng quy định một số các nghĩa vụ, ví dụ như là nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng, nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích, vân vân. Về nhóm thứ ba, nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản về dân sự. Về dân sự ở đây chúng ta hiểu là những cái nhóm quyền về tự do cá nhân. Dân sự ở đây cái thuật ngữ mà trong công ước của Liên Hợp Quốc năm 66 người ta sử dụng. Các quyền về dân sự thể hiện sự tôn trọng của nhà nước và xã hội đối với tự do cá nhân. Nhóm quyền về dân sự thì bao gồm trong hiến pháp thì cũng quy định rất là nhiều quyền. Ví dụ như là công dân có quyền tự do đi lại, cư trú ở trong nước. Thì vấn đề này là trước đây hiến pháp năm 46 cũng đã khẳng định. Đấy, và các hiến pháp sau này thì chúng ta tiếp tục khẳng định. Và hiện nay thì hiến pháp quy định thì công dân có quyền tự do cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, quyền lập hội, quyền biểu tình theo quy định của pháp luật. Điều 69. Đấy, đây là những cái nhóm quyền mà nhóm quyền này thì hiện nay là theo chúng tôi là chúng ta hiểu cũng chưa thật đúng.
Đấy, và trên thực tế thì ở một góc độ nhất định thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy, ví dụ như là những cái nhóm quyền mà nó rất là gọi là sơ đẳng và cơ bản của những cái xã hội dân chủ. Ví dụ như là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, nó quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền hội họp, quyền biểu tình. Đấy, về chúng ta liên hệ với cơ sở pháp lý hiện nay. Rồi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đấy, công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hay không theo một tôn giáo nào, và các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Đấy, nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Rồi trong điều 71 có quy định một số các cái quyền về tự do cá nhân, như là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, đặc biệt là gọi là cái quyền được suy đoán vô tội ở điều 72. Đấy, các bạn anh chị về chúng ta xem điều 72 nhé, quyền được suy đoán vô tội, xem chúng ta hiểu như thế nào. Các chị hiểu như thế nào quy định ở điều 72? Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật nha. Đấy, quyền suy đoán vô tội về chúng ta hiểu xem là như thế nào. Đấy, chúng ta hiểu cái quyền này như thế nào. Thậm chí là có thể là tôi hỏi các anh các chị về về những cái quyền này không? Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Quyền được bảo đảm an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Rồi quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự khi bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, bị xét xử trái pháp luật, hoặc là do hành vi trái pháp luật của các chủ thể khác, điều 74. Đấy, thế như vậy là chúng tôi đã giới thiệu với các anh chị một số các cái vấn đề, tạm gọi là một số các cái vấn đề chung. Đấy, về trong cái vấn đề về luật hiến pháp. Cái thời gian nó có hạn, có thể là chúng tôi giới thiệu là hơi nhanh. Thì rất mong là các anh chị về chúng ta đọc của tài liệu nghiên cứu ấy. Đúng. Đấy, nội dung thì nó rất là nhiều. Thế cho nên là tôi giới thiệu là nó cũng nhanh, và một số phần thì giới thiệu nó rất là lướt qua thôi. Đấy, cho nên là đối với các bạn này thì còn là cái sự tích cực của các bạn, nó chủ động tích cực đọc nghiên cứu là rất là quan trọng.